Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel youtube Mọt Game. Trong thế giới game, game thủ phải đối mặt với vô vàng kẻ địch Mọi kẻ địch có thể yêu cầu những cách tiếp cận khác nhau để vô hiệu hóa Thế nhưng không phải mọi kẻ địch đều có thể bị khống chế một cách hoàn toàn Dù có được trang bị tốt thế nào đi nữa thì người chơi cũng không thể ngăn chặn chúng một cách triệt để Và chúng thì không ngừng truy sát người chơi Với những kẻ thù như vậy thì cách đối phó duy nhất là tránh đụng độ trực tiếp Cụ thể là lẫn tránh hoặc bỏ chạy sau đây, Mọt xin được điểm qua những kẻ thu thuộc dạng thấy là phải chạy như vậy trong thế giới game nhé. Dahaka, Prince of Persia, Warrior Within Dahaka được coi là kẻ bảo vệ dòng thời gian và chỉ xuất hiện khi mà dòng thời gian có những biến cố lớn. Với những gì mà chàng hoàng tử của chúng ta đã làm ở phần 1, Dahaka bắt đầu truy sát hoàng tử để khôi phục lại dòng thời gian. Trong suốt tự game Warrior Within, người chơi sẽ phải liên tục chạm mặt Dahaka và rơi vào tình trạng cứ thấy là phải bỏ chạy. Mỗi lần gặp Dahaka là một cuộc rượt đuổi cực kỳ căng thẳng bởi tốc độ truy đuổi cực kỳ nhanh của sinh vật này, cũng như việc chỉ cần để bị nó tóm được là người chơi sẽ chết ngay lập tức. Đương nhiên, người chơi vẫn có thể dùng cát để đảo ngược thời gian nhằm sửa sai. Việc duy trì khoảng cách với Dahaka là yếu tố mang tính sống còn, bởi chỉ cần ở vừa đủ gần, Dahaka có thể vươn những cái xúc tu của mình ra và tóm gọn hoàng tử. Cuộc rượt đuổi sẽ chỉ kết thúc khi mà người chơi tiếp cận được với một nguồn nước, điểm yếu của Dahaka. Những game thủ từng chơi Warrior Within chắc chắn đã phải toát mồ hôi hột với sinh vật này. Regenerator dòng game Dead Space là một chủng Necromorph đặc biệt, các regenerator có khả năng tự phục hồi Kachi và mô bị tổn thương, khiến cho hầu như mọi loại vũ khí đều vô dụng với chúng. Xuất hiện lần đầu trong Dead Space với cái tên Hunter, sinh vật này đã không ngừng truy sát Isaac bởi bản chất tự phục hồi và gần như bất bại của mình, nên lời khuyên chân thành là không nên quá tốn đạn để tìm cách giết nó. Thay vào đó, hãy cứ sẵn sàng, cứ thấy là phải bỏ chạy. Để phần nào làm chậm chân sinh vật này lại, người chơi có thể bắn dụng các chi của nó và dùng stasis để làm chậm nó lại nhằm câu chút thời gian. Regenerator tiếp tục trở lại trong display Space 2 với cái tên Uber Morph. Các Hunter lại trở lại trong display Space 3, tạo nên những màn rượt đuổi đầy căng thẳng. Polar, Shadow of the Damned trong game Shadow of the Dam, Paula, người tình của nhân vật chính Garcia Hosper bị chúa quỷ Fleming bắt xuống âm phủ, buộc chàng thợ săn quỷ phải lên đường giải cứu. Trên chuyến hành trình của mình, thật không may cho Garcia khi anh phải đối mặt với chính Paula, hay nói đúng hơn là hiện thân ma quái của cô nàng. Khi đụng độ, Paula vừa gào thét vừa chạy thẳng tới nhân vật chính. Nếu để bị tóm được thì Paula sẽ ôm hồn Garcia một cách thắm thiết. Có điều, các thanh niên độc thân đừng tưởng bở bởi nụ hôn đó là phát kết liễu người chơi ngay lập tức. Pola cũng chạy vô cùng nhanh, nhanh hơn mọi con quỷ trong game và bởi súng đạn không thể tiêu diệt được nàng nên sách dép lên mà chạy là cách tốt nhất. Ít ra thì người chơi cũng có thể làm trợm Pola lại đôi chút bằng một phát live shot. Có thể thấy dù là một tay săn quỷ thứ thiệt nhưng Garcia lại sợ vợ đến thế nào. Laura, The Evil Within Vốn là hiện thân của người chị đã quá cố của Ruvik, với lòng cam thù và sự điên loạn trong tâm trí mình, Ruvik đã biến chị mình thành một con quái vật vô cùng gớm ghiếc và đáng kinh hãi. Trong The Evil Within, Laura sẽ đôi lúc xuất hiện và truy đuổi nhân vật chính Sebastian. Laura gần như miễn nhiễm với đạn dược thông thường, có khả năng teleport, cùng với đó là khả năng kết liễu người chơi ngay lập tức nếu tiếp cận đủ gần. Một vài trường hợp người chơi vẫn có thể tạm thời hạ gục Laura, nhưng sẽ rất tốn kém đạn dược vốn đã khan hiếm trong game. Phần thưởng không đáng kể, và trên hết là Laura sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện ngay sau đó và truy sát người chơi theo đúng kịch bản game. Cái tốt nhất vẫn là nhìn thấy là phải chạy trốn, tránh đụng độ với sinh vật này. Amina, The Evil Within 2 Khi mà các fan còn chưa hết khiếp đảm với Laura ở The Evil Within, thì sang phần 2, họ lại phải đối mặt với một thực thể khác cũng kinh hoàng không kém. Amina là một bóng ma đặc biệt, sẽ chỉ xuất hiện với những kẻ nó muốn ám hoặc tiêu diệt. Ngoài một số trường đoạn đã định sẵn trong game, thì người chơi hoàn toàn có thể chạm chán Amina một cách ngẫu nhiên khi khám phá Union. Khi có sự hiện diện của Amina, khu vực xung quanh sẽ lạnh lẽo hơn và có sương mù bao phủ. Chúng sẽ biến mất khi người chơi thoát khỏi Amina. Ngoài việc miễn nhiễm với mọi sát thương như các kẻ địch nhắc ở trên, Amina còn đặc biệt nguy hiểm với khả năng bay lượn và đi xuyên qua mọi vật thể, khiến cho không có gì có thể cản đường được thực thể này. Sebastian buộc phải lần trốn và lén lút tìm cách vượt qua. Để bị phát hiện thôi thì dù cố cố chạy thế nào thì cũng sẽ vẫn bị Amina tóm được và tiêu diệt. Darth Vader, Star Wars Jedi Fallen Order là một trong rất ít những Jedi còn sống sau sự kiện Order 66, nhân vật chính Cao Kestik trong chuyến phiêu lưu của mình đã bị các Inquisitor truy lùng gắt gao. Dù mới chỉ là một Padawan còn rất non nớt và do bị tách biệt với thần lực trong thời gian dài, khiến anh mất đi hầu hết năng lực, thế nhưng Cao dần học hỏi và trở nên điêu luyện hơn. Điều đó đã giúp anh đánh bại những kẻ thù trên chuyến hành trình của mình, ngoại trừ đúng một kẻ đặc biệt, chính là Darth Vader huyền thoại. Tên người Sith vốn từng là một Jedi vô cùng quyền năng. Khi đối mặt với kẻ tàn ác và mạnh mẽ nhất bậc thiên hà, thì một Padawan còn non xanh như Kyle sẽ phải làm gì? Đương nhiên là bỏ chạy rồi. Trường đoạn đụng độ Vader trong cuối game dù rất ngắn nhưng đủ cho thấy Vader đáng sợ đến thế nào. Gardener, Castlevania 64 Vốn là một tên làm vườn điên khùng, Gardener cực kỳ yêu quý những cái cây quỷ quái của mình hàng ngày chăm sóc và sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào bén mảng tới khu vườn yêu dấu của mình. Trong Castlevania 64, Gardener trang bị một cái cưa máy trên cánh tay và thường cầm kéo cắt tỉa cây. Khi người chơi vào trong mê cùng của khu vườn, hắn sẽ bắt đầu truy đuổi và tấn công người chơi. Do bản chất của hắn là bất tử, cho nên tấn công hắn là ý tưởng tồi, tốt nhất là nên tránh đụng độ Gardener. Tuy nhiên trong game không ít lần người chơi buộc phải đối mặt với hắn, đôi lúc hắn còn đem theo cả chó săn. Gardener khi đối đầu như một con boss có thể bị gục khi hết máu, nhưng hắn vẫn sẽ đứng dậy để truy sát người chơi ngay sau đó. Có lẽ cứ để hắn được yên với khu vườn yêu quý của mình thì hơn. Shade the Evil Within Trong lúc mà Sebastian còn đang chật vật với những con quái vật từ trí óc điên loạn của Ruvik, thì người đồng nghiệp Julie cũng gặp phải rắc rối không kém, đặc biệt là với con quái vật Shade. Shade có thể nói là một con quái vật vô cùng hung hăng khi nó sẵn sàng giết chết bất kỳ thứ gì nó nhìn thấy, kể cả những con quái khác. Trong chuyến hành trình của mình, Julie sẽ thường xuyên bị thực thể Shade này truy lùng bởi việc Julie ít khi có vũ khí trong tay và mỗi lần chạm chán chết thì Julie đều ở trong tình trạng không có vũ khí. Ngược lại, chết hoàn toàn có thể giết chết Julie ngay lập tức nếu phát hiện được, nên việc chưa trốn tìm với chết là điều bắt buộc. Chết có những hành vi cực kỳ khó đoán nên việc lén lút vượt qua nó sẽ rất căng thẳng. Cuối cùng đến khi có súng trong tay rồi thì Julie mới có thể dễ dàng kết liễu con quái vật này. Immortal Fast Sirius Samba BFE trong dòng game Serious Sam, người chơi sẽ vào vai anh chàng Sam cực kỳ bá đạo và thỏa sức càn quét hàng đàn những con quái vật của hành tinh xâm lược trái đất. Tuy nhiên dù có bá đạo đến đâu thì cũng không thể tiêu diệt được một kẻ thù cực kỳ đặc biệt. Kẻ thù mà chỉ một vài người chơi cũng đặc biệt không kém mới có thể gặp. Câu chuyện bắt đầu khi Serious Sam 3 BFE có một hệ thống DRM đặc biệt để giúp phát hiện những bản copy lậu hay còn gọi là crack. Nếu phát hiện ra người chơi không thực sự mua sản phẩm thì game sẽ thả một con bọ cạp để truy sát người chơi. Con bọ cạp này cực kỳ nhanh, có khả năng cận chiến, trang bị hai khẩu trên căn hạng nặng, bám đuổi người chơi rất dai và trên hết là hoàn toàn bất tử. Với việc một kẻ thù bất tử liên tục bám đuổi và gây khó chịu cho mình, nhiều người chơi có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại về việc chơi game lậu. T-Rex, dòng game Dino Crisis Có thể nói là không có sản phẩm nào về khủng long mà không có sự xuất hiện của những con khủng long bạo chúa to lớn và dữ tợn. Loài bò sát mang tính biểu tượng của loài khủng long nói chung. Những con T-Rex này thường được miêu tả là sinh vật săn mồi cực kỳ hung hãn và dường như là không thể bị ngăn cản. Và dòng game Dino Crisis cũng không phải là ngoại lệ, khi mà trong game không có một vũ khí nào có thể tiêu diệt được T-Rex. Một số vũ khí hạng nặng như missile pod và anti-tank rifle vẫn có thể làm choáng T-Rex trong thời gian ngắn. Tuy nhiên với bản chất bất tử cũng như sát thương gây ra cực cao tới mức có thể nhai sống cả nhân vật chính, tốt nhất người chơi nên bỏ chạy để đảm bảo an toàn. Sisoman, dòng game Clock Tower dòng game kinh dị clock tower lừng danh một thời có thể coi là một trong những game kinh dị đầu tiên áp dụng thủ pháp đặc biệt là làm người chơi không có khả năng tự vệ và buộc phải trốn tránh kẻ địch và kẻ địch duy nhất mà người chơi cần trốn chạy đó là tên sát nhân với cây kéo khổng lồ sisoman trải qua nhiều phiên bản với các thân phận khác nhau thế nhưng độ đáng sợ của sisoman vẫn không hề thay đổi bởi nhân vật chính hoàn toàn không có khả năng tự vệ nên cách duy nhất để đối phó đó là lẩn trốn nếu chẳng may bị tên sát nhân phát hiện ra, người chơi chỉ có thể bấm nút Panic thật nhanh nếu đủ strength để tạm thời vô hiệu hóa Sisselman rồi bỏ chạy. Sau này tựa game Night Cry, một hậu bản tinh thần của Clock Tower tiếp tục giới thiệu một tên sát nhân cầm kéo khác mang tên Sissel Walker. Ink Bendy, Bendy and the Ink Machine Ink Bendy vốn là thất bại duy nhất trong việc đưa những nhân vật hoạt hình vào đời thực của Joe Drew. Là một thực thể ma quỷ của The Cycle, Ink Bendy là một mối đe dọa lớn khi không ngừng truy đuổi và giết bất cứ ai ở gần mà nó nhìn thấy. Do Ink có khả năng miễn nhiễm với mọi loại vũ khí nên việc tiêu diệt nó là bất khả thi. Người chơi nếu chạm trán Ink sẽ buộc phải tìm cách bỏ chạy và lần trốn khỏi thứ này để có thể tiếp tục nhiệm vụ. Nó có thể cảm nhận được con mồi nếu ở đủ gần nên người chơi cần đặc biệt lưu ý giữ khoảng cách cũng như nhanh chóng tìm đường thoát trước khi bị Ink Bendy phát hiện. Cùng với đó, ghi nhớ các địa điểm của Miracle Station cũng khá cần thiết trong việc lên kế hoạch bỏ chạy nếu bị con trùng bất tử này phát hiện. Shibito, Siren, Blood Curse. Là những xác chết hoặc cả người còn sống bị tiếp xúc với Red Water, Shibito là những sinh vật khá giống với zombie nhưng phần nào vẫn giữ lại được một chút trí óc của người bình thường. Tại ngôi làng Hanuda, các Shibito thường đi lại trong khu vực để canh gác, tìm diệt những người còn sống sót. Song song với đó là thực hiện những nghi lễ cho việc triệu hồi Kaito. Với bản chất là những kẻ đã chết, việc giết chết Shibito là bất khả thi dù sử dụng loại vũ khí nào. Người chơi chỉ có thể tạm thời hạ gục Shibito, một lúc sau nó sẽ lại hồi sinh và tiếp tục truy lùng người chơi. Giải pháp tốt nhất đó là bỏ chạy, lần trốn, lén lút tìm cách qua mặt các Shibito, hạn chế đụng độ một cách triệt để, bởi nếu tấn công Shibito bằng những vũ khí gây nhiều tiếng động như súng thì sẽ thu hút những tên khác ở xung quanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Kim. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và subscribe để nhận được thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực giúp bọn mình có thêm hứng thú làm tiếp video để đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.